Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết những chiếc xe Hyundai Elantra này thì nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản 1.6, phiên bản 2.0. Ở cái phiên bản 1.6 thì lại được chia làm hai phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một phiên bản 1.6 ạ. Phiên bản 1.6 và hộp số tự động quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 41.000 km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 529 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra 2018 này. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chúng ta hãy đi một vòng quanh xe để xem một chiếc xe từ năm 2018 sau 3 năm sử dụng với 41.000 km thì nó có đâm đụng hay là nó có xước xát gì nhiều ở cái phần ngoại thất này không? Mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và nói thật với quý vị và các bạn, nếu như tôi quay xa như thế này thì chắc chắn một điều là quý vị và các bạn không nhìn thấy một vết xước nữa đâu ạ. Nhưng mà nếu như tôi quay lại gần thì nó có những cái vết xước răm đấy ạ. Đấy, tôi chia sẻ rất kỹ, chia sẻ rất rõ cho quý vị và bạn xem nhé. Đây là những cái vết xước răm này, đấy, rất là nhỏ nhẹ thôi này. Đấy, trên bên ngoài, bề ngoài nhá. Đấy, xước răm này, đá bắn này. Đấy, những vết đá bắn này, rồi những vết xước răm. Đấy, phải nhìn sát lại như thế này thì chúng ta mới thấy được những cái vết xước ở trên vỏ xe như này đây quý bạn nhá. Đấy. Những cái vết xước nhỏ nhẹ này tôi chưa sơn đâu nhá, tôi mua về là tôi để yên cho nên là những cái vết xước nó mới còn nguyên như vậy quý vị các bạn nhé. Tại vì nếu như tham gia giao thông ở Hà Nội mà xe không xước thì mới là lạ quý vị bạn ạ, vì là xe đường Hà Nội rất là đông, không phải là đi khi tham gia giao thông đâu, ngay cả để khu bãi gửi xe, những chiếc xe ở bãi gửi xe đều đỗ san sát với nhau vẫn có thể làm xước xe nếu như quý vị và bạn không đi để trong bãi đỗ xe cũng bị xước xe quý vị bạn nhé. Đấy, đấy là tôi muốn giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần bên vỏ bên ngoài. Xước xát thì rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị và bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng chưa có đánh bóng đánh biếc gì cả cho nên là nó mới còn nguyên những cái vết xước nhỏ như vậy. Nếu như bây giờ chúng ta đánh bóng đi thì nó cũng sẽ hết đấy, hoặc là nó sẽ mờ đỡ đi rất nhiều quý vị và bạn ạ. Chúng tôi để nguyên. Đấy, rất là đẹp. Và nó chỉ xước nhỏ nhẹ thôi quý vị bạn nhé, chưa có bị đâm đụng gì hay là va chạm gì nặng vào sâu đâu quý vị bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết rồi, về cái phần đâm đụng hay là va chạm thì chúng tôi cam kết. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, đây là tích hợp xi nhan trên gương nhé. Và phiên bản đã có cả cửa nóc rồi quý vị bạn ạ.
phiên bản số tự động là phiên bản có cửa nóc. Tuy nhiên nó khác với phiên bản 2.0 ở một số điểm về ở một số option ở bên trong. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Còn về nhìn về cái bên ngoài thì không khác gì nhiều đâu ạ. Đấy. Nhìn về phần bên ngoài, nhất là cái phần đầu. Phần đầu thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha bi xenon đến đèn led ban ngày, đèn gầm đầy đủ cả rồi. Và cái mặt ca lăng đây quý vị bạn ạ, cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị cong vênh nứt vỡ hay làm sao cả. Nhìn về cái phần đầu thì cũng rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Tất cả những các khe hở từ cốp xuống tai, từ tai xuống ba đờ sốc hay là từ cabo xuống bàn sốc đều rất hở, rất là đều nhá. Đấy, chúng ta đi xem xe qua về phần bên ngoài mà thấy nó đều như này thì chứng tỏ một điều là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nếu đã bị đâm đụng hay là va chạm nó sẽ bị biến dạng. Đấy. Rất là đẹp rồi. Và khác ở cái phiên bản 2.0 ở cái phần đầu này thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Ở cái phần đầu này nếu như ở phiên bản 2.0 thì nó có thêm cảm biến trước nữa, còn phiên bản 1.6 nó không có cảm biến trước. Đấy là cái điểm khác biệt ạ. Đấy. Còn cũng có khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Và nhìn về phía sau, đây phía sau đây quý vị bạn nhé. Xe thì để phía sau này thì cũng đã được trang bị cả camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ cả rồi. Đấy. Và cụm đèn hậu cũng còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm cho nên là chưa có cong vênh nứt vỡ hay làm sao cả. Còn nguyên bản hết ạ, còn rất đẹp luôn đấy ạ quý vị bạn nhé. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Riêng về cái phần ngoại thất này thì không có bị xước sát gì to đâu ạ, chỉ xước răm nhỏ nhẹ thôi ạ. Và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận, đã lắp thêm cả những cái ốp để chống xước ở cái tay nắm cửa này. Đấy. Và toàn bộ những cái phần bên trong chủ xe đều lắp thêm ạ. Và một số cái điểm bóc ni lông ở trong xe chủ xe còn chưa bóc cơ ạ. Đấy, đăng kiểm thì còn rất là dài, đến tận tháng 3 năm 2023 cơ ạ. Hơn một năm đăng kiểm nữa cơ quý vị các bạn nhé. Yên tâm về chiếc xe này, quý vị các bạn mua chiếc xe này thì cứ việc đổ xăng vào mà chạy hơn một năm nữa thì không phải lo cái gì cả. Đến tháng 3 năm 2023 mới bắt đầu phải đi đăng kiểm. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào phần khoang nội thất để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thứ nhất về chất lượng cũng như về option của chiếc xe. Đấy, quý vị và các bạn mở cái cánh cửa này ra là cũng đã biết ngay được là chủ xe rất là cẩn thận. Ốp hết đây quý vị và các bạn ạ, ốp hết từ những cái táp bi cửa này gần như là ốp kín hết đây. Đấy, ốp hết cả những cái phần tì tay này, mở cửa này. Đấy, ốp hết này, đây là cả một cái bộ ốp này là người ta bán sẵn rồi. Chủ xe rất là cẩn thận nên mua về ốp này, rồi đến ốp bậc cửa này. Đấy, cả bốn bậc cửa, cả bốn táp bi, lót sàn 5D. Đấy, đã có lót sàn 5D đầy đủ cả rồi. Đấy, và đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái đây quý vị bạn nha. Keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa vẫn còn nguyên, răng còn rất mới, rất đẹp. Đấy quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa của cái cánh cửa sau đây ạ, cũng còn nguyên và còn rất là đẹp, rất là mới này. Đấy. Và cái điều mà tôi sẽ chỉ cho quý vị và các bạn thấy được là nó khác biệt ở cái phiên bản 1.6 này với cái phiên bản 2.0 nhá. Đấy, phiên bản 1.6 thì là có ghế da nhưng không có ghế chỉnh điện, chỉnh cơ thôi ạ. Còn nếu như mà phiên bản 2.0 là ghế chỉnh điện và có cả cửa nóc điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy là cái điểm mà nó khác với so với phiên bản 2.0 quý bạn nhé. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ chúng tôi cam kết là nguyên bản hết ạ. Chưa có bị va chạm gì cả. Ốc bản lề cánh cửa này rất là mới luôn, chưa có vết tháo. Đấy, táp bi thì bọc kín này, táp bi táp lô đều được bọc kín và rất là cẩn thận. Nếu như bây giờ chúng ta không thích cái này nữa là bóc ra là nó mới, trong mới nguyên luôn ạ. Từ bậc cửa nữa này đến lót sàn 5D đều rất là mới, rất là đẹp. Và phiên bản này cũng đã được trang bị là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị bạn nhé. Đấy. Nội thất da rất là mới này, trần cũng rất là sạch sẽ này, rất là mới luôn. Đấy, nội thất da này rất mới. Và những cái này còn chưa bóc ni lông quý vị bạn này. Đấy, rất là mới và rất là sạch sẽ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cốp sau là cốp điện, tôi bấm bằng tay thôi. Đấy, keo chỉ của cái cốp sau cũng còn nguyên hết đây. Quý bạn xem nhé, keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy. Keo chỉ nguyên hết này. Chưa có mất một phần keo chỉ nữa cả. Và cái phần cốp này cũng còn nguyên hết đây quý vị bạn này. Đấy, chủ xe cũng đã mua cái tấm lót bằng cao su này để bảo vệ cái phần bên dưới, cho nên cái phần dưới này còn rất là mới này. Lớp sơ cua cũng còn rất là mới và bộ đồ nghề đây ạ. Đấy. Lớp sơ cua thì tuy chủ xe cũng đã hạ 1-2 lần rồi, nhưng mà cơ bản là chỉ 1-2 lần thôi, cho nên nó còn rất là mới. Đấy, đây là lốp nguyên bản theo xe quý vị và bạn nhé. Lốp sơ cua nguyên bản theo xe. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ của chiếc xe vẫn còn nguyên ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, nội thất thì rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe 2018 sau 3 năm sử dụng với 41.000 km. Rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ quý vị và bạn nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa. Đấy. Đấy. Keo chỉ là nguyên bản hết đây quý vị và bạn này. Đấy, đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa trước bên phụ. Táp bi cửa cũng rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Chủ xe bọc rất là kỹ, rất là cẩn thận. Thứ nhất là để chủ xe để trang trí, thứ hai là bảo vệ, để giống như chúng ta bây giờ mua cái điện thoại xong cũng phải dùng ốp đấy ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Thảm lót sàn 5D đây ạ, rất là sạch sẽ và rất là sang trọng cho một chiếc xe. Bậc cửa cũng được ốp kín luôn. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa này. Đấy. Cần số chủ xe cũng bọc quý vị các bạn ạ. Đây, quý vị bạn xem đây, tôi vừa mới tháo ra cái cần bọc cần số này ra đây. Chứ chủ xe bọc cần số như này này. Đấy, tôi bỏ ra là cái cần số này mới tinh luôn, quý vị bạn thấy không ạ? Đấy, cái bọc cần số này. Cần số này mới tinh và vô lăng cũng đang bọc đấy ạ. Nếu như bây giờ bỏ cái ốp vô lăng này ra là mới lắm đấy ạ. Đấy. Nội thất rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá. Một chiếc xe từ năm 2018 với 3 năm sử dụng 41.000 km. Đấy, và rất là đẹp. Chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng cho chiếc xe. Có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Đây là cái phiên bản 1.6 nên Hyundai đã trang bị cho phiên bản này là một cái khối động cơ DOHC 1.6 lít và là động cơ xăng quý vị và các bạn nhé. Đấy. Và điều đặc biệt là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ở chiếc xe này, đó chính là nó còn nguyên bản từ ốc chân máy này. Vẫn còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này. Ốc chân máy này. Đấy, đây là những cái ốc chân máy đây quý vị và bạn nhé. Còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là nguyên bản. Và ốc mặt máy này. Đấy, rồi keo chỉ máy này là còn nguyên hết. Về cái khối động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và bạn nó còn nguyên bản ạ. Không những còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới đây quý vị bạn ạ. Hoạt động rất là tốt vì chiếc xe này được chủ xe chăm sóc, bảo dưỡng đầy đủ định kỳ ở hãng, cho nên là nó còn đẹp và còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy. Cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đấy là cái phần cam kết với chúng tôi. Cam kết bảo hành, trách nhiệm cho quý vị bạn về cái phần động cơ này. Có thể cam kết sâu về văn bản. Sau đây thì quý vị các bạn xem về cái phần chân ốc cabo đây ạ. Đấy, chân ốc cabo này, keo chỉ cabo này. Đấy, nó còn nguyên bản như thế này ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía trước. Đấy. Phía trước, phía sau đều không có đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả. Cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ là còn nguyên hết đấy. Chưa có mất một phần keo chỉ nào quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe 2018 rất là đẹp.
Về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ thì quý vị và bạn có thể yên tâm tuyệt đối, chúng tôi có thể cam kết bảo hành về chất lượng cho quý vị và các bạn về chiếc xe này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2018 phiên bản 1.6 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 529 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ với 529 triệu đồng quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C số tự động này đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đã vẫn bán trả góp, quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.